Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Ma Cà Rồng Rượu Vàng Đỏ. Đúng là em đoán không sai mà, tầm ngầm mà đấm chết voi, anh Pa Trích đứng đầu đội quân ma cà rồng ở thế giới loài người chứ đâu phải người thường đâu. Tướng Lux và Quy Chan đang truy tìm phù hiệu thống đốc để đứng lên nổi loạn, bọn chúng nghĩ phù hiệu đang ở chỗ Pa Trích, nhưng mà đúng là có tiếng không có miếng, Pa Trích cũng đếch biết cái phù hiệu nó đang ở đâu. Bây giờ việc quan trọng là kêu gọi mọi người triệu tập cộng sự ma cà rồng để tiêu diệt tướng Lux và Quy Chan. Sau đêm nồng nhiệt thì Pom hơi quá sức nên nằm ngủ phè phỡn không biết trời đất gì, đến mức Pa Trích lén lút đi chơi đêm về mà còn không biết đúng là em thụ hư thân mất nết mà. Pa Trích rón rén lẻn vào nhà của mình, đang lột bỏ y phục thì Pom tỉnh dậy phát hiện. Pom hỏi Pa Trích vừa đi đâu về, thì Pa Trích nói mình khát nước nên đi uống nước. Chẳng ai ra ngoài uống nước mà mặc đồ như anh cả đâu, vậy là Pa Trích lân lẹo nói bên ngoài trời lạnh mà. Pa Trích liền đá sang chuyện khác, nói chúng ta vừa mới quất nhau đó nhé, hay là để anh làm thêm nháy nữa cho nóng người. Pom nghe vậy ngại quá, liền quay lưng đi thì Pa Trích leo lên giường ôm Pom luôn. Ôm thì được, chứ Pom cấm làm hiệp nữa nha, mẹ là người rồi không còn sức đâu, mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn thốn đây này. Sáng hôm sau, mấy đứa đang cúng dường cho nhà sư thì Pom và Pa Trích tìm đến. Bọn này tới thế giới loài người là có thú vui tu tập theo sư thầy luôn rồi à? Miss nói có chuyện riêng với Pa Trích, rồi kéo Pa Trích ra sau bếp để nói chuyện, làm cho cả đám tò mò không biết thằng bập này định bày trò gì. À thì ra là mới thua cá độ Euro nên Miss phải bán đồ kiếm tiền tiêu ấy mà. Miss đưa cho Pa Trích một đồ vật mà em đoán chắc chắn đó là phù hiệu của thống đốc. Đúng là mèo mù vớ được cá rán, không cần tìm mà nó tự đến. Pa Trích hỏi Miss lấy cái này ở đâu ra, thì Miss nước mắt cá sấu, nói mình nhặt trên sàn thôi, chứ không có lấy trộm của ai đâu. Miss khóc lóc xin xỏ muốn giảm được mấy cân mỡ thì Pa Trích bảo đã kịp nói cái gì đâu mà làm gớm quá cha nội. Vậy là Miss lật bánh trắng luôn, hỏi có mua không để còn biết đường bán cho đại gia khác. Đương nhiên là Pa Trích sẽ mua rồi, ngu gì mà không mua. Pom bị Jen vs Jan tra khảo về chuyện tình với Pa Trích. Cuối cùng Pom cũng phải thừa nhận đã ngủ với trai rồi mà Pa Trích còn chưa tỏ tình. Đúng là mất nết nha, chưa có danh phận đã dâng hiến đời trai luôn rồi. Nhưng Pom nói mình đã yêu Pa Trích rồi biết làm sao được cơ chứ. Quan trọng, nếu Pa Trích biết Pom là ma cà rồng, khéo Pom bị đá luôn ấy chứ. Thằng bạn thì đang buồn như con chuồn chuồn mà hai đứa Jen và Jan thì cứ ngồi đó thả cơm chó cho Pom ăn ngập mồm. Coi mà tức thay cho em ấy các bác ạ. Khi mọi người đã tụ họp đầy đủ, Pa Trích cầm tay Pom hỏi Pom có đồng ý làm người yêu anh không. U là trời, nhìn mà em còn tưởng Pa Trích cầu hôn Pom luôn rồi đấy các bác ạ. Ngủ với nhau rồi thì còn e thẹn gì nữa. Pom nói đồng ý, có đám bạn làm chứng rồi nên từ giờ thoải mái chơi bê đê luôn. Thấy Chin đang ngồi thất tình với cái cánh tay què mà Pa Trích đến hỏi thăm, chưa an ủi được câu nào đã dọa, đi làm đi chứ không là trừ lương đấy. Chin không quan tâm luôn, dù sao mất vài đồng lương cũng không kéo nổi tâm trạng thất tình của Chin. Pa Trích nói mình có việc cần giải quyết nên nhờ Chin chăm sóc Pom hộ mình. Phải đảm bảo không được ai đụng vào bồ của anh dù chỉ là một sợi lông chân đâu. Chin nói Pa Trích lo cho bồ vậy sao không xích luôn ở nhà đi, thả ra đường làm gì để phải trông nom. Pa Trích mới rời đi là Pom đi ngay đến hỏi Chin là Pa Trích đi đâu. Nghe Chin nói Pa Trích đi xử lý công việc, vậy là Pom cũng muốn nối gót đi theo Pa Trích nhưng bị Chin cản lại. Biết là hai người yêu nhau rồi nhưng đâu nhất thiết đi đâu cũng dính theo như Sam thế. Pa Trích có việc cần xử lý thôi, lo lắng cho nhau thế, sao hai cái người này không dán keo dán sắt dính nhau rồi ôm nhau ở nhà luôn đi. Buồn cho Chin, đã thất tình rồi còn phải ở đây xử lý vấn đề cho hai cái đứa yêu nhau này nữa. Đúng lúc đó, Kim đi tới muốn nói chuyện với Pom. Chin đã nói Pom đang trong giờ làm việc, không tiếp trai được, nhưng Kim vẫn muốn gặp Pom. Vậy là Pom mê trai vẫn đồng ý nói chuyện với Kim luôn mặc cho Chin ra sức ngăn cản. Được giao nhiệm vụ cao cả nên Chin cũng không thể đứng ngoài cuộc nói chuyện giữa Kim và Pom. Kim nói muốn gọi Pom về làm trợ lý cho mình, chứ làm phục vụ phí cái gương mặt đẹp trai quá. Nhưng Pom nói công việc này là tốt với mình rồi. Kim hỏi, tốt là tốt thế nào? Làm phục vụ mà tốt chỗ nào em? Thì Chin xen ngang ngay, tốt vì được làm việc cùng người yêu chứ còn gì nữa ông cố nội ơi. Kim ngơ ngác, ngạc nhiên trước thông tin mình vừa nhận được, còn chưa kịp tán tỉnh mà em thụ đã có bồ rồi sao? Oh my god, Kim ngạc nhiên vì Pom quyết định quá nhanh, trong khi chưa hiểu rõ về con người Pa Trích. Trà xanh Kim định dùng kế chia rẽ tình cảm gia đình nhà người ta đấy à? Nhưng mà Kim đã quay vào ô mất lượt, Pom nói mình đã quyết định rồi. Kim hỏi hai đứa vẫn có thể làm bạn chứ? Pom đã đồng ý làm bạn với Kim rồi thì biết thân biết phận đi. Trà xanh này vẫn ngoan cố, nói sẽ đợi cho đến một ngày nào đó có thể dành tình cảm cho nhau, định dù người ta chia tay à cha nội. Đàn ông đàn an gì mà mất nết quá đi thôi. Chin tức quá nhảy ngay vào họng Kim, nói chờ đợi suốt đời suốt kiếp đi chứ còn lâu Pom và Pa Trích mới chia tay. Pom ngăn cái mỏ hỗn của Chin lại, rồi nói với Kim mình phải đi làm việc nên đi trước, chào tạm biệt và không hẹn gặp lại. Pa Trích đã có được phù hiệu thống đốc nên triệu tập mọi người lập kế hoạch tiêu diệt Quy Chan và tướng Lắc Sở Thế Giới Ma Cà Rồng để giải cứu thống đốc. Nhưng đúng lúc cuộc họp diễn ra thì có sự xuất hiện của hai thành viên không mời mà đến, đó chính là hai anh cảnh sát Ma Cà Rồng. Hai anh cảnh sát đẹp trai này đã theo dõi Pa Trích từ trước đó. Khi mọi người đang súng vào bắt người thì Joe nhắc lại câu chuyện tình thương mến thương với Pa Trích. Thì ra trước đó, Pa Trích và anh cảnh sát Joe đã có một mối quan hệ mập mờ chưa phân chia được ai làm top, ai làm bot. Nhưng anh Joe đã thất hứa với Pa Trích vì muốn trở thành cảnh sát nên Joe không thể đến thế giới loài người cùng Pa Trích được. Giữa sự nghiệp và trai, anh đã chọn sự nghiệp. À thì ra Pa Trích đã bị bồ đá trước khi đến thế giới loài người cả nhà à. Đẹp trai, khoai to sao mà tình duyên anh lận đận thế nhỉ?
Trái ngược với Joe, Patrick thì vẫn theo đuổi ước mơ được đến thế giới loài người. Nhưng vì đã biết nhau từ trước nên Patrick nói mình vẫn không tin Joe, ra lệnh cho mọi người bắt Joe lại thì Nikki nói: "Chúng tôi muốn đứng về phía mọi người để tiêu diệt tướng Lux và không muốn có những luật lệ điên rồ trong thế giới ma cà rồng nữa." Joe hỏi Patrick: "Lần trước gặp nhau ở quán rượu mà bơi đẹp nhau thế, có phải Patrick cố tình không nhận người quen với Joe không?" Joe xin lỗi vì đã lỡ bỏ rơi Patrick, nhưng bây giờ Patrick không còn tình cảm như trước với Joe nữa nên yên tâm. "Bây giờ anh đã có người yêu mới rồi, có em bồ đẹp trai ngọt nước rồi thì quan tâm gì mấy chuyện tình bọ xít trước kia nữa cơ chứ?" Patrick vẫn giữ món quà trước vòng tay của Joe tặng, nhìn quà xong lại nhìn Pom đang ngủ phê giấc nồng. Anh Top quyết định quăng món quà vô thùng rác luôn cho lành, để em ấy phát hiện lại ghen tuông nữa thì nguy. Patrick nhìn Pom mà tự tâm tình với nội tâm, nếu phát hiện Patrick là ma cà rồng thì không biết Pom có giận anh không, anh cũng không muốn giấu em đâu, nhưng thật ra là anh nói dối luôn rồi. Patrick gọi Pom mãi mà em yêu ngủ như chết đi sống lại, ngủ gì mà say như chó con no sữa để trai lột đồ mà vẫn không thèm dậy. Vậy là Patrick có một quyết định táo bạo, làm tình với Pom lúc em ngủ say luôn. Cái này hơi vô lý chút nha cả nhà, không có cái nết gì mà bà thụ bã ngủ mê đến vậy. Trai đưa cây hàng vô người bã mà bã cũng không thức dậy luôn, ủa là sao? Trừ khi bã xỉn quá cần câu hoặc là bị chuốc thuốc mê mới không tỉnh chứ. Kết quả sáng hôm sau Pom dậy ngạc nhiên khi mình không mảnh vải che thân nằm bên cạnh Patrick. Thế là Patrick nói hôm qua bản thân mình tự xử đấy, có hỏi ý kiến Pom rồi mà Pom đồng ý trong mơ nên anh quất luôn. Patrick hẹn đám bạn của Pom gặp mặt có chuyện quan trọng muốn nói, nhìn mấy đứa bầm tím mắt mà Pom thắc mắc. Thì ra Quy Chan muốn mua lại cửa tiệm nhưng Gen và Gian không bán, vậy là Quy Chan cho người đến đánh nhau với cả đám. May mà nhờ đến kỹ năng cuối cùng, giơ mấy cái răng nanh ra dọa người thì mới bảo toàn được tính mạng ngồi đây cho Pom nhìn thấy đấy. Mọi người hỏi Patrick sao lại hẹn mọi người tới đây, Patrick nói đợi người đến các bạn sẽ biết. Thì ra là đợi hai anh cảnh sát ma cà rồng đến. Thấy hai anh cảnh sát đến là cả đám rén ngang, sợ muốn chạy té khói nhưng mà Patrick giữ lại nói, đều là người của mình cả. Mọi người bắt đầu nghi ngờ tại sao Patrick nói như biết thân phận của mấy đứa vậy. Thì ra Patrick biết mọi người là ma cà rồng từ lâu rồi và Patrick cũng là ma cà rồng. Pom hỏi lại Patrick, đã biết mấy đứa từ đầu là ma cà rồng rồi đúng không? Khi nhận được cái gật đầu của Patrick khiến Pom tức giận bỏ đi vì bị đùa dẫn lâu nay. Bồ giận dỗi thì phải chạy đi dỗ ngay chứ, mà anh Patrick phải đợi mấy đứa nhắc mới đi là thế nào? Anh Patrick không có kinh nghiệm yêu đương gì cả vậy, lỡ làm bồ giận nên phải xách cái đít đi dỗ thôi. Năn nỉ mãi thì Pom mới chịu đứng lại nghe Patrick giải thích. Thì ra mới đầu, Patrick không nói mình là ma cà rồng vì nghĩ Pom là con người. Sau khi say xỉn Pom đi xin máu rồi xin uống rượu vang đặc biệt ngày 15 mỗi tháng nên Patrick đoán ra Pom là ma cà rồng. Nhưng mà cả hai đều giữ bí mật với nhau rồi còn gì, Pom nói mình không nói ra vì sợ anh Patrick sẽ bỏ Pom đi vì sợ hút máu. Patrick nói mình khó khăn lắm mới mở lòng yêu ai được từ khi đến với thế giới loài người thì bị Pom bắt bài, nói Patrick không yêu nhưng vẫn ong bướm được còn gì, chính Chin đã mách lẻo cho Pom biết rồi Patrick khỏi cãi. Đúng là nuôi ông tay áo mà, nuôi thằng em mà báo hại mình vậy đấy. Patrick phải thanh minh là chỉ chơi qua đường thôi chứ thật lòng anh chỉ yêu mình em. Cái văn này nghe quen lắm, sao giống văn của mấy khứa chap boy thế? Patrick phải dùng mọi lời đường mật, nghe muốn tiểu đường để năn nỉ dỗ dành Pom. Pom hỏi tại sao rượu của Patrick lại giúp chúng ta di chuyển được dưới ánh nắng mặt trời. Patrick nói rượu vang đó có công thức đặc biệt mà tốn mấy năm Patrick mới nghiên cứu ra đấy. Pom muốn biết công thức bí mật là gì, vậy là Patrick nói, để tối anh cho em biết mọi thứ luôn. Thấy Pom vẫn giận dỗi, vậy là Patrick bắt đầu giở trò đúng nịu, dỗ dành Pom đến khi Pom cười bỏ qua mọi chuyện mới thôi. Giải quyết mọi vấn đề xong xuôi là các cặp đôi bắt đầu phát cơm chó. Chỉ tội Miss Burver một mình, nhìn thế giới xung quanh ai cũng có bồ, mỗi mình cô đơn mà chính xác là ế. Joe nói tướng Lux đã chiếm vùng đất ma cà rồng và bắt bố mẹ của mọi người bỏ tù hết rồi. Joe và Patrick đã lên kế hoạch tiếp theo, trước khi quay lại thế giới loài người thì phải loại bỏ Quy Chan trước đã. Pom hỏi làm cách nào để mọi người về được thế giới loài người. Joe nói mọi người sẽ đến cánh cổng nối liền hai thế giới. Joe có chìa khóa nhưng chỉ có ma cà rồng mới bước qua được thôi. Mọi người bắt đầu luyện tập học cách tự vệ cơ bản để chiến đấu. Chỉ thương số phận cô đơn của Miss phải tập với cái bao cát, còn ai cũng có đôi có cặp để tập luyện chung cả. Hôm nay là ngày 15 rồi nên mọi người nâng ly cốc rượu vàng để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến. Cả đám cùng kéo đến nhà Quy Chan, trong lúc chiến đấu Chin lỡ bị đối thủ xin tí tiết nên Jolly đã quyết định cắn vào cổ Chin để cứu mạng bạn trai và điều này chính thức biến Chin thành ma cà rồng. Patrick cùng Pom tiến vào hang ổ gặp Quy Chan, thì ra Patrick chính là cháu trai của thống đốc. Đúng là không nên coi thường đối thủ, Pom và Patrick ban đầu bị Quy Chan đánh cho bầm dập nhưng may mà hai anh đã lấy lại phong độ cùng nhau xong kiếm hợp bích. Hai đánh một không chột cũng què, lợi thế số đông áp đảo nên cuối cùng Quy Chan đã nhận được một vé đoàn tụ với ông bà, chính thức hết vai diễn. Hôm nay, chiến thắng thành công rực rỡ nên Patrick cho mọi người về nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận chiến quan trọng hơn. Pom thắc mắc với Patrick về chuyện tại sao Jolly cắn Chin mà Jolly lại không biến thành người. Patrick giải thích rằng trong lúc con người hấp hối mà được ma cà rồng cắn bằng tình yêu thương, con người sẽ biến thành ma cà rồng còn ma cà rồng lại không biến thành người được.
Vậy là khác với trường hợp của Pom, bị lười yêu thằng kia xong bị nó cắn để nó biến thành người, chứng tỏ thằng kia không yêu Pom nhiều bằng yêu bản thân hắn ta. Chin đã trở thành ma cà rồng rồi, cùng giống loài cái là chúng nó bắt đầu thả thính nhau trước bàn dân thiên hạ. Nồng nặc mùi tình cảm xến xúa không ai ngửi nổi nên cả đám giải tán ai về nhà nấy. Pom đang ăn ngon miệng mà Patrick nhìn Pom không rời mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Khi Pom định đứng lên rửa bát thì Patrick kéo Pom vào lòng, Pom ăn xong, rồi bây giờ đến lượt Patrick ăn thôi, món tráng miệng này muốn ăn thì phải bóc vỏ ra nha. Thế là chúng nó ngồi vào lòng nhau, bắt đầu từ món cháo lưỡi rồi lột áo nhau ra và tiếp đến là cái cảnh mà các bác ngại xem nhưng lại rất muốn xem rồi đấy. Sáng hôm sau, mọi người cùng đến cánh cổng kết nối giữa hai thế giới loài người và ma cà rồng. Nhìn bằng mắt thường thì chẳng thấy gì nhưng khi chạm vào thì lại có một bức tường vô hình. Khi xoay gắn chìa khóa thì mọi người bước qua bức tường dễ dàng. Mọi người cùng xông vào khu ổ chuột của tướng Lux, đánh nhau với tay sai của tướng Lux mà cân tài cân sức, không bên nào chịu thua bên nào. Rồi tướng Lux đi ra ngăn cản trận đấu. Mọi người dừng lại, cùng thương lượng một tí cho có tình cảm. Ý tướng Lux muốn thao túng tâm lý mọi người, theo anh thì sống, chống anh thì chết đó. Nhưng cả đám lì đòn không nghe theo. Patrick đứng ra trao đổi thỏa thuận với tướng Lux. Hai người đấu tay đôi, nếu Patrick thắng thì tướng Lux phải tự sát. Còn tướng Lux thắng thì Patrick sẽ đưa phù hiệu thống đốc cho tướng Lux và cả tính mạng của tất cả mọi người. Anh đã hỏi ý kiến mọi người chưa mà lôi mạng sống người ta ra cá cược tự tin thế. Rồi Patrick và tướng Lux lao vào nhau một đấu một, thắng làm vua thua thì ta làm lại ván khác. Khi Patrick đang đứng giữa sự sống với cái chết vì bị tướng Lux kẹp cổ muốn thiếu oxy lên não, thì Pom cổ vũ sức mạnh tinh thần, nói Patrick không được chết, chúng ta phải ở bên nhau. Chỉ vài câu nói từ con vợ thôi mà không hiểu Patrick lấy đâu ra sức mạnh sấm chớp, lật ngược tình thế rồi đánh chết tướng Lux tại chỗ luôn, khỏi cần phải tự tử chi cho mệt. Wow, sức mạnh tình yêu thật kinh khủng khiếp quý vị ạ. Giành chiến thắng xong là mọi người tụ họp trên bàn tiệc. Mọi người bắt đầu giới thiệu người yêu của nhau cho phụ huynh biết. Chỉ có mỗi Miss là độc thân vui tính mà còn bị bố mẹ đụng vào nỗi đau không muốn nhắc đến. Con vẫn còn trai tân, con chưa được phá zin mà đám bạn con nó có bồ hết rồi. Khi được hỏi về lời đề nghị của thống đốc, Patrick nói mình từ chối vị trí thống đốc của thế giới ma cà rồng vì muốn trở về thế giới loài người mà làm ông chủ quán bar tiếp. Mọi người tụ tập ở quán rượu của Patrick, Mai đến chào hỏi cả đám vì đã vượt qua nỗi sợ đối với ma cà rồng. Kim cũng đến chung vui, thấy trà xanh là Patrick bật chế độ giữ bồ liền. Nhưng khi nói bây giờ hai người là bạn bè rồi, trừ khi Pom và Patrick chia tay thì Kim mới nhảy vào cướp chỗ liền. Nhưng Patrick cũng không chịu thua, nói không có cách nào để chia tay Pom cả. Đấy, cái nết ghen tuông của Patrick chỉ có Pom là cản được thôi. Pom nịnh Patrick, nói em chỉ yêu mình anh thôi. Sao ma cà rồng khi yêu vào nó xến diện vậy các bác nhỉ, em coi mà buồn nôn ghê vậy đó. Trở về thế giới ma cà rồng, Miss chính thức trở thành thống đốc mới của thành phố ma cà rồng. Thôi đạo diễn không cho mình tình yêu thì bù lại cho Miss quyền lực cũng được, an ủi phần nào nỗi cô đơn. Chứ mấy thanh niên kia não dùng để yêu đương rồi, không quan tâm chuyện quốc gia đâu. Sau đó mọi người lại quay trở về thế giới loài người. Cặp đôi Pom và Patrick đang tình tứ với nhau trên giường. Pom phải cắn mũi Patrick để đánh thức con sâu ngủ nướng dậy. Patrick kêu mệt vì hôm qua thục bi ra lỗ đến tận sáng cơ mà. Thế là Pom chê Patrick là người già mà nên yếu sinh lý. Chịu sao được, đụng vào lòng tự ái của nhau rồi đấy nha. Thế là Patrick nhảy bổ lên người Pom nói ai là người già. Để anh cho em xem tinh lực dồi dào của người già là như thế nào luôn, khiến Pom đầu hàng ngay tại chỗ. Patrick nói đêm nay là đêm trăng tròn, Pom đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Pom nói đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp rồi, quan trọng có thành công không thôi. Đến tối trong đêm trăng tròn, Patrick và Pom đứng đối diện nhau. Trời chưa đủ tối hay sao mà hai anh còn mặc quần áo đen thùi lùi vậy nè? Patrick nói, nếu thành công thì hai đứa sẽ trở thành con người và chết cùng nhau. Rồi cả hai ôm nhau mà cùng cắn vào cổ nhau xin ít tiết, hút máu ít thôi không lại khô hết máu bây giờ. Khi ánh trăng chuyển màu, cũng là lúc hai đứa thành công trở thành con người. Mọi người cũng đến báo tin tất cả đều trở thành con người hết rồi. Thì ra, thống đốc cũ đã đưa cho Jolie một cuốn sách cổ, bảo mọi người đọc, có thứ cần tìm. Chính vì vậy cả đám mới biết cách để trở thành con người. Cả đám rủ nhau trở thành người, bỏ mặc thằng bạn thân một mình ở thế giới ma cà rồng cho đã. Mà giờ đây Pom kêu nhớ Miss, đúng là giả tạo hết sức mà. Đúng là đốt hương mũi cũng lên, vừa nhắc tới là Miss xuất hiện luôn. Từ cặp đôi cùng ngồi ngắm trăng, rồi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Rồi đấy, 10 đứa thì 8 đứa là người yêu của nhau, để cho Miss với Mai ngồi nhìn nhau mà sắp muốn chơi BD luôn rồi. Dù Miss cô đơn hơn, nhưng mà Mai thì thèm tình yêu lắm rồi nên bất chấp, dù Miss là thống đốc vẫn muốn lao vào nếm thử cháo lưỡi nó ra sao. Ai cũng hạnh phúc với tình yêu và sự lựa chọn của mình. Hết phim. Phim, ma cà rồng rượu vang đỏ đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review nhiều phim đam mỹ hay nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.